Chào bạn, mình là Phan Thức đến từ Trung tâm Đào tạo Đồ họa và Thiết kế Kiến trúc Sư Đu. Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách dựng ra một chiếc ghế khá độc đáo. Đây là hình ảnh thực của chiếc ghế. Chiếc ghế này thì có thể chất liệu là mây che đan, có thể là nhựa hoặc là có thể là kim loại uốn cong hoặc là kết hợp những các chất liệu với nhau. Đây là mô đồ mình đã dựng ra. Thì mình sẽ cho các bạn xem qua một chút về hình dáng của chiếc ghế này cụ thể ra sao. Mình sẽ bật lưới lên. Đây là toàn bộ lưới của chiếc ghế này mình đã hình thành, mình dựng vào cái chắp đó, đi lưới rất sạch sẽ luôn nào. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu cách dựng chiếc ghế này ra làm sao. Để mà dựng được chiếc ghế này ấy, thì đầu tiên chúng ta phải gì trước tiên chúng ta phải trang bị cho mình một cái kiến thức nhất định về cái chắp, những cái công cụ cơ bản của cái chắp các bạn phải biết cách sử dụng, rồi thì một số cái công cụ plugin cài thêm vào. Chúng ta phải biết cách sử dụng những công cụ mà hỗ trợ dựng những đường cong này, những công cụ mà hỗ trợ những dựng những mặt cong này, thì các bạn tối thiểu phải sử dụng được một số công cụ đó. Thì cụ thể để dựng ra chiếc ghế này thì chúng ta sẽ sử dụng những công cụ gì và chúng ta sẽ cần những phương pháp gì để mà hình thành được những cái đường cong đó và kết nối chúng với nhau để tạo ra thành một cái vật thể mà nó lại đa chiều như này. Ở đây các bạn thấy này, có rất nhiều những cái đường cong, rất nhiều những mặt cong nó kết nối với nhau mà nó vừa có quy luật vừa không có quy luật, đúng không? Quy luật của nó thì các bạn có nhìn thấy, có thể nhìn thấy, nhưng mà rõ ràng là chúng nó không có sự, nó có sự ngẫu nhiên và không có sự đồng đều. Đâm ra các bạn phải tìm cách mà dựng ra nó, đi lưới được nó làm sao nó thành thành những cái mặt mặt cong kiểu như này. Đó thì mới nhìn vào thì có vẻ là các bạn sẽ thấy là rất là khó khăn, đúng không nào? Nhưng mà khi mà chúng ta biết được, nắm được cái phương pháp rồi ấy, thì mình nghĩ rằng là chiếc ghế này sẽ rất là đơn giản mà thôi. Chẳng qua là chúng ta sẽ cần thời gian để gì để mà thực hiện dựng ra nó. Thì hy vọng sau video này thì các bạn sẽ thử ngồi một vài buổi tối, các bạn thực hành lại xem cái khả năng của chúng ta là có thể dựng được chiếc ghế này không nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tìm hiểu các bước thực hành dựng chiếc ghế này ra làm sao. Ok, chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Trước tiên chúng ta sẽ cần hai mặt hình chiếu của chiếc ghế đó. Ở đây mình sẽ sử dụng ảnh số 3 màu ghẻ màu xanh để hình thành cái mặt đứng, còn ảnh số 1 màu vàng để hình thành cái mặt bên. Chúng ta sẽ kéo hai bức ảnh này vào trong SketchUp. Hai bức ảnh này thì sau khi kéo xong vào trong SketchUp thì chúng ta sẽ đặt vuông góc với nhau và scale làm sao để hai chiếc ghế này này nó phải có độ cao tương đối bằng nhau, và độ cao của chiếc ghế sau khi chúng ta scale xong ấy thì độ cao của nó phải tương ứng với thực tế. Ở đây mình sẽ scale độ cao chiếc ghế khoảng là 450 480 đó. Ok. Bây giờ ấy, thì chúng ta sẽ phải dựng cái gì? Để dựng được tất cả những đường lưới này thì chúng ta sẽ để ý là tất cả những đường lưới này nó sẽ nằm trên cùng một cái mặt cong. Để dựng ra một cái mặt cong tổng thể như vậy thì chúng ta sẽ dựng từ những đường cong nằm ngang. Cụ thể ở đây mình sẽ vẽ ra một hình tròn. Cái hình tròn này mình tăng số cạnh thật lớn lên, giả sử mình tăng là 40 cạnh. Ngay sau đó này chúng ta sẽ kết thúc một hình tròn. Thì hình tròn này chúng ta sẽ di chuyển nó bằng vị trí đáy này. Đấy, sau đó chúng ta sẽ scale nó. Scale làm sao để cho nó sẽ khớp với cái hình chiếu đứng và hình chiếu bên của nó. Thì đây, để tạo ra hình chiếu thì chúng ta sẽ kích vào, chúng ta sẽ chọn chế độ hình chiếu là không điểm tụ và đưa nó vào hình chiếu đứng. Ở đây chúng ta sẽ chọn hình chiếu đứng. Đấy, thì để cố định được cái view này thì chúng ta lên tạo ra một scene. Tạo ra một scene, lệnh tắt mình đặt là Shift S nhé. Đấy. Tiếp theo cái mặt bên này này thì chúng ta sẽ kích vào đây để chọn cái mặt bên. Và tương tự như vậy chúng ta sẽ tạo ra một scene 2. Ở đây hai scene nó sẽ diễn tả hình chiếu đứng và mặt bên. Ok. Bây giờ để ý này, mình sẽ chuyển sang chế độ là mặt chiếu đứng, nhưng mà cái thời gian chuyển đổi hai scene này hơi mất thời gian. Chúng ta sẽ thiết lập cho model for. Model for thì chúng ta sẽ bỏ cái thời gian này đi để cho nó nhanh. Chúng ta sẽ chuyển đổi scene một cách nhanh hơn này. Scene 1 thì scene 2 rất là nhanh, đúng không nào? Tại scene 1 thì chúng ta sẽ di chuyển cái hình tròn này. Hình tròn này scale nó làm sao mà nó có cái bán kính nó tương đối so với cái mặt đứng. Đây, cái scene 1 nhá, chúng ta scale đây. Ok, như vậy là khớp với chiều của mặt đây. Chiếu đứng tương tự như vậy, hình chiếu bên thì chúng ta sẽ dịch chuyển nó. Ở đây cái độ cao của nó hơi sai xa một chút, thì mình có thể di chuyển lại cái ảnh này cho nó độ cao nó bằng nhau một chút. Đó, ok, đây chính là cái hình tròn đó, đúng không? Chúng ta sẽ dịch chuyển nó, di chuyển vào đây. Sau đó scale nó này, di chuyển vào đây. Như vậy là nó đã khớp với mặt đứng và mặt bên. Tiếp theo chúng ta sẽ copy được cái đường tròn này lên làm hai. Đấy, mình đặt đây thì mình scale tiếp ra đây, di chuyển và scale bằng lệnh S nhé, lệnh S. Mình kích đây. Đấy, như vậy là mình sẽ hình thành ra một đường cong nữa, nó khớp với cái chiều gì đây. Cái chiều này là cái chiều mặt bên. Mình kích sang scene 1 này,
Đấy, sin 1 và mình dịch chuyển nó làm sao để cho nó khớp với chiều mặt đứng, thì cái này mình scan tiếp liên tục chuyển đổi giữa sin này và sin kia. Cái này nó mình bắt điểm nó không nhận thì mình có thể nhập tỷ lệ lên 1.1 này, 1.01 này, 0.05 này, 1.04 này. Ok, như vậy nó tương khớp. Thế cứ như vậy tiếp tục, chúng ta lại tiếp tục này. À, cái chiều mặt đứng và mặt bên đều khớp rồi đúng không? Chúng ta lại copy thêm một đường cong nữa tại vị trí này chẳng hạn này. Đó. Và tiếp tục scan. Scan như này. Chuyển sang sin 1 đúng không? Chúng ta scan to ra. Tại vì như này nhé, mình phải tưởng tượng là cái đường cong này nó sẽ nằm trên một cái mặt cong lớn chứ không phải là một chứ không phải là đường cong tiếp giác ở đâu. Đấy, chúng ta phải tưởng tượng ra được cái mặt cong đó. Đấy, cho nên là cái mặt cong nó có thể hình thành một cái rất là to đúng không? Là vì như này. Ok. Cứ như vậy tương tự thì chúng ta sau khi chúng ta scan tất được nhiều cái đường cong thì chúng ta sẽ hình thành ra một đường cong tổng thể. Thì ở đây thực hiện lần lượt từng bước như vậy thì chúng ta sẽ tạo ra được nhất rất nhiều cái đường cong như này. Chúng ta sẽ trở về sin một này, thấy tất cả đường cong nó sẽ hình thành ra một mặt cong lớn thế này đó, thấy không? Ở đây mình hiểu là cái mặt cong này nó sẽ hình thành ra một cái đường như kiểu là phễu ấy, nó sẽ to như này này đó. Bức ảnh này nó lệch một chút nhé, như này. Thế bây giờ chúng ta sẽ dùng cái lệnh gì đó để mà kết nối tất cả những đường cong này thành một cái mặt cong. Thì ở đây mình sẽ dùng một cái lệnh đó là Cuilot. Hãy sử dụng Cuilot. Cuilot thì chúng ta sẽ sử dụng lệnh đầu tiên nhé. Nó sẽ kết nối tất cả những đường cong này thành một cái mặt cong. Sau kết nối thì các bạn thấy là nó lưới rất là nhiều, và hơn nữa là cái đường cong này nó cũng khá là mềm mượt, nhưng một số trường hợp mà nó bị nhăn nhé. Một số trường hợp cái đường cong này nó hơi nhăn, các bạn nên sử dụng cái đường cong này này, đường cong cuối cùng này này. Đấy, thì nó kết nối một tất cả đường cong một cách rất là mềm mại, nó đẹp hơn. Đó, mình sẽ kết thúc ra vùng trống này. Cái lưới này mình có thể tăng giảm lên nhé. Tăng lên giảm xuống cũng được hết. Đó, kết thúc dòng vùng trống này. Thì chúng ta được mặt cong này. Mặt cong này nó đang bị cháy mặt thì chúng ta sẽ chuột phải Reverse Face, hoặc là lệnh tắt mình đặt là Ctrl R, nó sẽ Reverse Face ra. Đó. Sau khi hình thành tất cả những cái mặt cong này rồi ấy, thì tất cả những đường cong cũ này mình có thể delete đi, mình có thể xóa đi cũng được, mình không cần nữa. Đấy. Đấy, đây bây giờ mình đã hình thành ra một cái mặt cong này rồi thì các bạn hiểu là tất cả những đường cong này nó sẽ nằm trên mặt cong này. Đúng không? Nằm trên mặt cong này thì chúng ta chỉ việc là chiếu cái hình ảnh này này sang cái bức ảnh này thì lập tức chúng ta sẽ được cái gì? Lập tức chúng ta sẽ được cái hình ảnh bám trên cái mặt cong này, và chúng ta dựa vào cái hình ảnh đó chúng ta sẽ đi những đường nét bám theo thì nó sẽ nhanh chóng hơn. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện như sau nhé. Trước tiên là chúng ta sẽ vào trong bức ảnh. Đấy, chúng ta sẽ bức ảnh này các bạn phải phá vỡ ra thì nó có chất liệu nhé, nhớ phải phá vỡ ra. Đấy. Sau đó các bạn make một lần lại thì khi đó nó sẽ tồn tại cái chất liệu bên trong. Các bạn chỉ việc chấm bút vật liệu ấy, các bạn chấm vào đây, sau đó sang cái mặt cong này các bạn đổ vật liệu sang. Đấy, thì vật liệu nó sẽ bám trên cái mặt cong này đúng không? Mình tắt lưới đi nhé, tắt lưới bằng phím F7, mình đặt F7 đó, khá đẹp đúng không nào? Như vậy là đã hình thành cái mặt cong. Bước tiếp theo này thì chúng ta xây dựng cái gì? Chúng ta xây dựng cái đường cong hình thành cái hệ chịu lực chính của cái ghế, đó chính là cái đường cong lớn này. Để dựng đường cong lớn này thì chúng ta sẽ cần một cái đường, đó là BZ toolbar để chúng ta thực hiện. Thì chúng ta sẽ dùng cái lệnh số 6. Ở đây các bạn để ý này, cái đường cong nó sẽ bám quanh cái bức ảnh này, mình sẽ dựa vào bức ảnh này kết hợp giữa mặt đứng và mặt bên chúng ta sẽ bám theo. Đây chúng ta vẽ từ điểm này nhá. Cái đây, nên vẽ từ cái tâm nhá, cái tâm của cái trụ ấy. Đấy, chúng ta bám theo. Đến chỗ này thì nhiều bạn sẽ tưởng là nó sẽ bám theo cái đường cong này, nhưng thực ra không phải. Nếu theo phối cảnh thì chúng sẽ cuốn ra đằng sau đây này. Các bạn xem bức ảnh này nhá. Nó sẽ cuốn này từ phía trước ra phía sau của cái ghế. Đấy, chúng ta sẽ nối dọc theo cái đường đó và bám theo. Theo vị trí này. Đây. Đấy. Các đường này thì chúng ta vẽ cách làm sao ấy, nó sẽ cách đều ra một chút. Đến vị trí này chúng ta sẽ kích đúp này để kết thúc này. Thấy chưa? Khi mà chúng ta bắt điểm sai nó sẽ bị vênh ra ngoài, chúng ta sẽ di chuyển lại. Di chuyển lại nhé. Đó.
Vị trí này cũng vậy. À, chỗ này mình di chuyển lại cho nó mềm này. Thấy chưa? Mềm mại hơn đúng không nào? Ok, cái này mình bắt lại. Cái số cạnh của đường cong này thì chúng ta có thể nhập NS để tăng lên nhé. Ví dụ mình tăng lên là 10S này. Enter này, số cạnh nó mềm hơn. Đường cong này sau khi chúng ta vẽ xong rồi thì chúng ta sẽ nên make complement để tạo ra một cái đối tượng complement, nó sẽ khi chúng ta vẽ ra một đường mới nó sẽ không không dính vào. Đấy. Tiếp theo chúng ta sẽ vẽ một cái đường ở phía sau này bằng cái lệnh BZ tuần 3. Tiếp theo chúng ta sẽ nối từ đây lên đây. Cứ liên tục như vậy. Nó sẽ cuốn ra đằng sau này. Đúng không? Đó. Tiếp này. Ở đây nó bắt điểm xa thì chúng ta sẽ dùng phím back để quay lại, phím escape để quay lại này. Đó. Đấy, cứ như vậy chúng ta sẽ cuốn xung quanh. Kết thúc cái đường cong này. Đến vị trí này chúng ta sẽ vẽ như nào nhá, mình cho ta xuống đây này. Hãy kệ nó, hãy cuốn xung quanh đây. À, nó vướng hơi vướng víu một chút, chúng ta sẽ phải khéo léo đúng không? Ở chỗ này nó bị khuất này, chúng ta tự tưởng tượng ra. Đến đây chúng ta đừng nên kích kích điểm chạm ở đây nhé, chúng ta sẽ kích sai sao một chút, đừng cho hai cái đầu mút nó chạm vào nhau thì nó sẽ bị hay bị lỗi. À, như này. Đấy, bây giờ chúng ta nắn chỉnh lại những điểm mà nó bị bay ra ngoài. Đây, kích đây. Đó, vị trí này mình nắn lại cho nó mượt nhé. Đây, chỗ này các bạn thấy không, khi mà bạn xoay điểm nó hay bị linh tinh thì bạn mình sẽ dịch chuyển lại nó sẽ đẹp hơn. Không gian ba chiều đôi khi chúng ta sẽ bắt điểm nó bị sai đó, như này. Rồi đây, chỗ này bị bay ra ngoài này. Ok rồi, sau khi mình uốn xong rồi nhá, chỗ này bắt điểm vẫn bay một chút này. Sau khi xong rồi chúng ta sẽ nhập NS để mà tăng số cạnh lên. Mình sẽ nhập là 10S này. Thoát ra này. Và cái đường cong này chúng ta sẽ cũng make complement lại nhé. Thì lệnh tắt mình đặt là G, phím G ấy, đúng không? Mặc lệnh của các chấp ấy. Đấy, mình hai đi này thì mình sẽ được hình thành đường cong này. Đường cong này chúng ta sau khi chúng ta làm xong rồi chúng ta thấy là nó rất là uốn éo, rất là xấu đúng không? Thì muốn đẹp thì các bạn nên edit lại bằng cách nào, chúng ta sẽ phá vỡ ra nhá. Chúng ta edit lệnh này, này cho phép mình edit lại này. Đó, các bạn nắn chỉnh thật là đẹp và bắt theo biên này. Đó, bắt theo biên. Thế này. Vân vân nhé. Lưu ý là hai đường cong này chúng ta vẽ xong ấy, chúng ta phải make complement riêng hai đường cong này để tránh trường hợp nó dính vào nhau nhé. Và các đường cong này chúng ta phải căn chỉnh làm sao, nắn chỉnh làm sao cho nó mềm mượt một chút. Bước tiếp theo chúng ta sẽ phải làm gì? Các bạn quan sát đây. Những cái lưới này, lưới con này chúng ta sẽ phải phân chia làm sao nó hình thành từng lưới nhỏ nhỏ này. Đó đây. Chúng ta phải nối từng lưới nhỏ nhỏ này. Nhỏ này thì chúng ta cũng dùng BZ tuần 3 mà thôi. Đấy. Và các bạn để ý là nó không có quy luật thì rõ ràng nó không đều nhau, nên sau đó chúng ta vẫn phải thủ công để mà vẽ ra những đường cong này. Thì cách vẽ những đường cong này thì như sau. Ở đây chúng ta cũng không thần nhất thiết phải sử dụng bức ảnh này đâu, chúng ta có thể dùng phím H ẩn nó đi, ẩn đi đó. Bây giờ nhá, mình sẽ dùng BZ tuần 3 để nối lại thì đảm bảo cái đường cong này phải là một complement này, thì khi chúng ta vẽ những đường mới nó sẽ không bị dính với nhau. Chúng ta sẽ dùng lệnh số 6 vẽ tiếp. Đấy. Mình sẽ vẽ ra một đường cong tổng thể này. À, ở đây nó phải sát sát nhau tí tại vì nó mang tính chất là nó ôm vào nhau mà, đúng không? Ta sẽ vẽ ra một đường nhé. Ở đây mình sẽ kết thúc một đường tại vị trí này này. Đó, nắn chỉnh lại một chút này. Đấy, cái này bị thoát chuột thì mình kích vào đây này, chỉnh sửa lại. Ok. Số cạnh mình như vậy là ok rồi. Mình có thể tăng lên hoặc giảm đi cũng được. Mình thoát ra này. Cái đường cong này sau khi mình vẽ xong nhé, kiểm tra nó bị sai sai một tí, mình edit lại này. Cái điểm này nó bị bay này. Đó.
điều này nó bị bay này. Ok. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ thoát thoát chuột ra vùng trống này và make component lại để cho nó đỡ dính với nhau nhé. Em phim g này. Grid này. Rồi tiếp ta chúng ta lại vẽ tiếp một đường khác đúng không? Đường khác, cái đường này nó sẽ là cái điểm này này. Cái này không nhất thiết phải giống hệt đâu, tại vì bức ảnh mình trong thực tế nó có thể nó sẽ khác đi mà. Chúng ta nối tiếp như này. Nối lên đây. Nối lên đây. Vị trí này đúng không? Đó. Kích đây. Đó, rồi mình nắn chỉ lại một chút này, nó bị bay này. Nói chung là cái lỗi này nó không thể tránh được tại vì nó là không gian ba chiều thì đôi khi nó bắt điểm nó sẽ bị sai. Chúng ta phải nắn lại một chút sau đó mình thoát xuống ra. Sau khi nối xong tất cả những đường cong tương tự thì chúng ta sẽ được một cái mặt cong như này. Thì các bạn lưu ý một điều là tất cả những đường cong này thì các bạn phải tự suy quy luật, tại vì bức ảnh này một số vị trí nó khuất thì các bạn phải tự suy quy luật từ cái hình chiếu mặt đứng của nó này hoặc mặt bên của nó này. Thì chúng ta sẽ được hình cong như này. Bước tiếp theo chúng ta sẽ phải đi chi tiết những cái đường cong ở bên trong. Thì những cái này mình có thể ẩn đi nhé, hát đi. Và cũng tương tự như vậy chúng ta sẽ tiếp tục vẽ sơ phác những đường cong ở bên trong này. Thì mình có thể dùng cái lệnh này. Tiếp tục lệnh này đúng không? Thì một số cái điểm này nó bị khuất này, tại vì về về thực tế ấy, thì những điểm này nó sẽ kết nối chạm vào nhau. Thì nếu trường hợp nó không nhìn thấy các bạn nên ấn phím K nhé, phím K thì các bạn sẽ bắt được những điểm mà nó bị khuất nha. Đó mình tắt K đi này, chúng ta lại đi tiếp này, đi tiếp điểm này. Đấy, điểm này những chỗ này thì các bạn phải bắt bắt khéo léo một chút, tại vì những điểm nó khuất thì nó hay bị nhảy tọa độ, nhảy vị trí. Đó, bắt ở đây, bắt đây. Sau đến đến điểm này các bạn kích đúp để kết thúc này. Kích đúp kết thúc thì bây giờ các bạn nắn chỉnh lại. Nắn chỉnh lại. Đấy, cho nó đẹp. Đấy, rồi thoát thuật ra. Tương tự một đường nữa này. Đấy, ở đây nó bị khuất đúng không? Ở phim K. Bắt tiếp. Bắt tiếp như này. Đấy, bây giờ nó bị tọa độ nó bị nhảy lung tung đó, mình bắt vào đây. Bắt vào đây. Đấy, cái điểm này nó bị vênh như này. Nó vênh này. Kệ nó đi. Tại vì điểm này mình bắt sai chỗ đúng không? Mình ấn phím X kép nó quay lại này. Đó. Bắt lại. Nó sai thì mình phải đi lại. Đây, đây bị sai rồi. Thực ra mình có thể mình cứ đi đi. Sau đó mình bắt lại xong được hết. Kích đúp này. Đó, cái điểm này nó bị sai đúng không? Mình bắt lại này. Nó sẽ tự động bắt lên cái mặt phẳng mà. Đó, cho mấy phép mình nối lại. Đấy, edit lại nhá. Di chuyển lại những điểm này. Đây, điểm này chắc chắn là sai này. Đó, mình biết ngay mà. Tại vì mình chưa tắt phím K ấy. Tắt phím K đi là nó sẽ hạn chế lỗi. Thấy chưa? Nó sẽ hạn chế lỗi ngay. Tức là mình chỉ bật K khi nào mình muốn bắt điểm với cái đường cong này thôi. Ok này. Thấy chưa? Chỗ này bị sai sai một chút này. Đó. Sau khi chúng ta đã vẽ xong tất cả những đường còn lại thì chúng ta sẽ được một cái hình như này. Đấy, bây giờ các bạn sẽ thấy là nó hình thành ra một cái mặt cong khá độc đáo và khá là hoa mắt đúng không? Và bây giờ nhiệm vụ chúng ta sẽ là gì? Chúng ta sẽ biến tất cả những đường cong này thành gì? Thành một dạng ống trụ. Thì đây mình sẽ sử dụng một cái plugin cho phép và biến một đường cong nhé, một đường cong nối tiếp nhau thành một hình trụ. Mình sẽ biến cái hình này trước này. Cái hình được cái đường cong này mình sẽ dùng lệnh là pylon path nhé các bạn, vào extension này nó sẽ có một cái lệnh cho phép mình biến thành tất cả những cái thành một đường trụ, đó là pylon path. Mình đặt lệnh tắt là np. Thì đây các bạn muốn cái đường kính bao nhiêu đúng không? Ở đây mình sẽ bỏ cái đường kính trong đi, mình sẽ sử dụng đường kính ngoài. Mình phải thử nghiệm nhé, mình thử nghiệm ví dụ như mình nhập là đường kính ngoài mình đặt là 650 này, số cạnh của ống trụ mình đặt là thử nghiệm là 12 đi. 12. Đấy. Sau đó mình ok này. Nó sẽ sinh ra hình một cái đường cong này, nhìn nó hơi to này. Và cái số cạnh của nó cũng hơi ít đúng không? Thì làm sao để cho nó mềm mượt hơn? Đấy, thì mình sẽ làm lại này. Đấy. Extension Panel Path mình đặt là lệnh, tắt là NP đấy. Mình đặt là bán kính giả sử là 30 thôi. Số cạnh ở đây mình tăng lên là 24 cho nó mềm mượt. Ok. Đó, như vậy là được một cái hình như này. Đấy, các bạn lại hiện cái ảnh lên nhé để cho mình quan sát là cái đường này cảm giác như là kích thước cũng khá là ok rồi đấy giờ nhá. Tiếp theo mình sẽ làm những đường còn lại. Cái đường này mình vào trong nhá, vào trong component của nó. Đây mình sẽ ẩn hiện đối tượng bên ngoài sẽ dễ nhìn này. Mình dùng này anp
Tiếp tục OK. Đường cong tiếp theo đúng không? Đấy, tắt F7 đi để đỡ lưới nhé, đỡ đỡ bị rối nhé. Rồi, đường cong này. Các đường cong còn lại chúng ta sẽ cũng biến thành hình trụ. Tuy nhiên này, thì sau khi biến thành hình trụ xong rồi, thì các bạn để ý này, chỗ này có những vết nối nhỏ nhỏ này. Thì về sau các bạn muốn tạo ra những cái vết nối nhỏ này rất là khó khăn. Thế do đó mình nên khuyên các bạn là nên copy cái đường dẫn này ra ngoài, nhé. Ra ngoài này, mình giả sử mình copy ra một đoạn là 5 mét. Đấy, thì mục đích cái đường cong này mình copy ra để giữ chữ nó, và muốn chỉnh sửa nó không bị ảnh hưởng nhau thì các bạn nên make unique này, make unique để mà tách nó thành công lớn khác. Tất cả những đường cong này cũng thế. Đấy, nó nhỏ nhỏ này các bạn cũng chuột phải và make unique đi, make unique đi để mục đích nó biến thành công lớn khác. Thì khi các bạn chỉnh sửa những đối tượng bên trong này, thì nó không ảnh hưởng đến cái đối tượng đã dự trữ, đúng không nào? Và chúng ta sẽ tiến hành biến tất cả những đường cong này thành dạng hình trụ. Ở đây mình nhá, mình sẽ vào trong một đường cong này, mình dùng Alt P, và mình cho cái đường kính này nó khoảng 6 mm thôi, 6 mm, và số cạnh là 6 thôi, là 12 thôi, tại vì cái bán kính này nó rất là nhỏ, mình không cần phải nhiều cạnh quá. OK này, đó như này. Tương tự như vậy, cái đường cong này mình cũng dùng lại Alt P, cái này mình dùng lại Alt P, đúng không? Vào tiết trong nhé, Alt P. Đó, như này. Sau khi chúng ta chuyển tất cả những đường cong thành hình trụ thì chúng ta sẽ được thành quả như này. Hãy bắt đầu các bạn sẽ thấy là nó hiện hiện ra một cái hình thù rất là OK rồi, đúng không nào? Bước tiếp theo chúng ta sẽ làm gì nhé? Các bạn quan sát này. Bên này nó có những mối nối, thì chúng ta làm sao dựng được rất nhiều mối nối này. Thì các mối nối này nó đặt ở những vị trí cũng khá là ngẫu nhiên, cho do đó chúng ta muốn đặt được như vậy thì chúng ta cũng phải thực hiện những bước để mà hình thành nó, để làm ra nó, chứ không phải là đặt vào nó, chứ không phải là tự nhiên là nó biến ra được, đúng không? Chúng ta phải đặt bằng tay. Nhưng mà đặt bằng tay làm sao mà đặt nhanh những cái vật thể này, rồi thì làm sao cái chiều hướng nó phải đúng đúng một tí. Thì chúng ta sẽ có một cái mẹo, mình sẽ quay lại cái vật thể này để mà kết nối tất cả những điểm này với nhau để thành một mối nối. Thì mình sẽ có một cái mẹo, đó là kết nối bằng những đoạn thẳng. Thì ở đây nhé, mình sẽ nối cái đường này này sang đây bằng một đoạn thẳng này. Đấy, tương tự như vậy, vị trí này cũng thế này, mình cũng nối sang một đường bằng một đoạn thẳng. Đấy, từ đây sang đây một đoạn thẳng. Đấy, từ đây sang đây nó sẽ là một đoạn thẳng. Các bạn phải nối hết nhé, phải quan sát đây này, chỗ này này nó sẽ một đường thẳng này, chỗ này một đường thẳng này. Nó hình thành cái luật nó khá là đẹp ấy. Đường thẳng này, từ đây sang đây sẽ là đường thẳng. Đấy. OK, cái này hơi xấu này, bạn nên vẽ những đường thẳng nó phải thẳng thẳng một chút nhé. Sau khi mình đã nối xong tất cả những đường kết nối này, thì mình sẽ make column nhé, tất cả lại với nhau. Đấy. Sau đó mình tiếp theo mình làm gì này? Mình sẽ copy sang cái vị trí cần thiết của nó, copy sang này. Nhập khoảng cách là 5 mét, đúng không nào? 5 mét. Đó thì nó sẽ trở về vị trí cũ của nó. Thì tại vị trí này ấy, thì làm sao mình mới biến cái đoạn thẳng này thành các vị trí kết nối, như kiểu là dây buộc hoặc là một cái dây vòng tròn thắt cả hai cái đường cong với nhau ấy. Thì mình sẽ có một cái mẹo như này. Trước tiên là cái đối tượng này mình sẽ make unique, mục đích để mà biến cái đối tượng này và cái đối tượng bên này nó thành hai đối tượng khác biệt. Sau này nếu giả sử có lỗi thì mình vẫn có thể sửa lại. Tức là cái hình bên này này là cái hình dự trữ, đúng không nào? Tại vị trí này nhá, mình sẽ vào trong cái column này. Đấy, vào trong column. Và tại trong này nó sẽ là các đoạn thẳng, đúng không? Mình sẽ vẽ ra một cái đối tượng. Cái đối tượng này nó sẽ là column. Column. Column này đặc điểm của nó ấy, nó phải có trục Z hướng lên nhé, trục Z hướng lên. Đấy, và trục x y đi xuyên qua nó này. Đấy, thì mục đích là gì? Mình sẽ giả lập đây là một cái mối nối, là một cái như kiểu một cái mắt xích ấy. Để mà biến tất cả những cái đoạn thẳng này này thành cái mắt xích này, thì mình sẽ dùng một cái công cụ cho phép chuyển đổi, đó là công cụ SBNU to Column. Đây là một cái phiên bản cũ của cái AdBlue nhé. Đây là một phiên bản free. Hiện tại nó ra một cái phiên bản mới khá là hay, nhưng mà các bạn phải mua bản quyền thì mới dùng được. Bây giờ mình biến đổi bằng cách như sau này. Chọn tất cả những đoạn thẳng đó và cái mắt xích này, chúng ta sẽ kích vào cái lệnh này. Nó lập tức nó sẽ biến tất cả những đoạn thẳng đó thành một cái mắt xích. Đây, có thể đây, rất nhanh chóng đúng không? Bây giờ mình ra ngoài sẽ thấy này.
Đấy, thì cái mắt xích này đấy, nó hiện tại nó đang chạm sang nhau, đang chạm vào nhau. Nếu chúng ta muốn nó ôm ôm để nó thắt hai vị trí này lại với nhau này, thì chúng ta sẽ vào trong cái đối tượng này và chúng ta sẽ giả lập bằng cách là scale này, scale bằng lệnh S, scale nó to ra, scale cho nó dài ra nhé. Đấy, thì cảm giác nó ôm vào nhau. Như vậy mình scale vị trí này, tất cả những vị trí khác cũng được luôn này. Đấy, hay chưa nào? Tất cả những vị trí khác nó cũng ôm vào luôn. Đấy là một cái mẹo rất là hay đúng không nào? Ok, như vậy đã xong. Tiếp theo chúng ta sẽ làm gì này? Chúng ta sẽ tiến hành dựng những cái đường cong để mà hình thành cái vết nối ngang. Thì ở dưới này có một cái rồi mình đã biến thành hình trụ rồi đó, chính là cái đường tròn ban đầu ấy. Và cái đường này này, đường cong này, chúng ta sẽ phải tách ra từ cái hình này, nhá. Chúng ta sẽ vào trong để mà lấy cái lưới. Thì để vào trong lấy cái lưới thì chúng ta sẽ ấn xuất ten để hiện cạnh lên, xuất tần đấy để hiện cạnh lên này. Sau đó chúng ta sẽ chọn cái đường cong này, đường cong ngang này là một đường này. Các bạn quan sát này nhé, ở đây có một đường đúng không? Đây mà đứng đây, ở đây có một đường, trên này có một đường nữa này. Thì chúng ta sẽ tách ra, mình sẽ vào trong nhé. Thực ra cái chỗ vị trí gần chân này có một đường nữa là ba đường đúng không nào? Mình sẽ vào trong. Đấy, mình sẽ copy cái đường này ra này, copy cái đường này ra này, quét quét copy copy quét từ trái sang phải nhé. Đấy, mình sẽ được hai cái đường này. Ở đây nó bị sai thì chúng ta nên đưa về mặt đứng, đó là sin một này, sin một. Đấy, chúng ta đưa về mặt đứng để chúng ta sẽ chọn nó dễ hơn. Một đường, hai đường. Đấy, chỗ này cạnh cái ghế nó có một cái đường nữa là ba. Ba cái đường này mình sẽ copy này, Ctrl C là copy nhé. Đấy, và ra ngoài ấy, thì mình sẽ ẩn đi đây, ẩn đi. Đấy, tắt lưới đi nhé. Và dùng cái lệnh là thả ra ngoài, đó là dùng lệnh Shift V thả ra. Đây, chỉ là ba cái đường này. Mình nâng cao lên một chút này. Đấy. Và ba cái đường này thì mình cũng tiến hành là biến thành cái hình trụ. Tuy nhiên đấy, cái đường cong mình phải xử lý thật kỹ từng đường cong một nhé. Cái đường cong này này thì chúng ta phải scale lại cái chiều này, chúng ta scale vào trong này. Đấy. Bắt đúng vào điểm này nhé, điểm nó gần gần chạm nhau một chút. Cái điểm này cũng thế, tại vì cái hình ban đầu mình đã scale thành hình ellipse mà. Bây giờ chúng ta copy ra thì nó không thẳng nhau. Thì chúng ta cũng phải scale lại. Đây. Đó, bắt đúng điều này. Cái điểm này thì đây. Rồi, xong một đường này, cái đường này thì chúng ta cũng tương tự như vậy, scale 4 lần đúng không? Cái chiều này nó phải đúng này. Nó phải bắt chạm một cái đường cong này. Chiều này. Đấy, bắt chạm đường cong này. Ok. Chiều bên này đúng không? Rồi. Đấy, thì hai cái đường cong này thì chúng ta sẽ biến nó thành ống trụ bằng lệnh Alt-P nhé, và xem kích thước của nó này, nó cũng rất nhỏ thôi. Mình sẽ biến nhanh bằng lệnh Alt-P. Mình sẽ cho bán kính khoảng là 7 đi. Số cạnh vẫn là 12 thôi. Đường cong này cũng vậy, Alt-P. Xong này. Rồi, cái vị trí này ấy, thì nó sẽ tồn tại một cái viền nhỏ nhỏ này. Và trên lại có một cái tấm đệm rất là to này, đúng không? Rất là to. Một cái viền lớn để mà chịu lực để nâng đỡ cái đệm này. Đó. Thì thực ra chỗ này chỉ cần một tấm thôi, chỗ này hình chiếu của một cái ghế khác nó có một đường cong nhỏ, nhưng mà sang cái hình chiếu này nó không có thì mình bỏ đi cũng được. Thì mình sẽ thực hiện để mà dựng cái đường viền của tấm này luôn. Thì ở đây mình sẽ phải làm gì? Chúng ta sẽ phải scale nó này. Đấy, vào đây. Làm sao nó gần gần chạm nhé, gần chạm một chút. Đó. Vị trí này cũng thế. Ok này. Bên này này. Rồi này. Chỗ này đúng không? Scan vào đúng không? Đó. Lưu ý một điều này, là nếu mà chúng ta biến thành ống trụ đấy, thì ống trụ này cái đường kính của nó sẽ ăn ra bên ngoài cái hình của mình. Như thế thì hơi vô lý. Mà trong thực tế thì nó phải lọt vào trong cơ. Cho nên mình phải tính toán là nếu giả sử cái đường kính này lúc nãy mình tính là 40, thì mình sẽ offset một cái khoảng bán kính khoảng 20 vào trong. Đấy, như vậy là mình sẽ phải offset vào trong 20.
20 này. Và cái đường bên ngoài này mình xóa đi. 20 thì cảm giác hơi to nhỉ. À, mình sẽ offset vào khoảng 15 nhé. Rồi, mình đi lát này đi. Và cái hình này mình sẽ biến đến ống trụ. Biến đến ống trụ bằng lệnh gì? À, bằng lệnh Unp. Unp. Ở đây mình sẽ dùng cái đường kính lớn lên. 40 thì bây giờ mình 30 thì mình nhập là 15. À, mình cho đường kính là 30. Hay số cạnh bây giờ nó to rồi, nó tròn rồi, mình tăng cái số cạnh lên giả sử là 24 cho nó mềm. Đó, như vậy là hình thành một cái tấm chịu lực, đúng không? Chỗ này các bạn tính toán này, nó hơi chạm một chút này. Nó chạm một chút, nó ăn vào một chút thì mình phải tính lại cái một là mình offset thêm vào, hai là mình phải gì? Đây mình sẽ offset thêm vào nhá, khoảng 5 ly nữa. Đó, hay mình xóa đi. À, sau khi offset xong này, các bạn thấy này, để ý cái ảnh này nhé. Thì cái ghế này, cái tấm đệm đặc điểm của nó ấy, nó sẽ chỗ này nó sẽ gần như là một hình chữ nhật, nó bẻ cong cái góc này. Đó, thì làm sao chúng ta sẽ dựng được tấm này, hơn nữa là cái tấm chịu lực ở phía dưới ấy, là cái thanh, cái đường cong này, thì nó cũng hình thành cũng tương tự như vậy. Và cái chỗ này nó chỉ hơi hơi cong cong vòng vòng ra, thì chỗ này chúng ta sẽ phải sửa lại. Chúng ta sẽ sửa lại bằng cách nào? Thì chúng ta sẽ vào trong cái đường cong nhé. Vào trong đường cong này. Chúng ta sẽ dùng vertex tool để mà nắn chỉnh nó. Thậm chí các bạn có thể dùng lệnh di chuyển là lệnh M cũng được, nhưng nó rất là mất thời gian. Chúng ta sẽ dùng lệnh là vertex tool. Ở đây mình có cái lệnh đó là lệnh vertex tool. Các bạn có thể dùng các phiên bản vertex tool bản 1 cũng được, bản 2 cũng được. Ở đây mình đang dùng bản 2. Đó. Thì các bạn sẽ dùng cái công cụ đầu tiên này nhé. Vertex tool là lệnh này này. Đó. Thì đây là hai công cụ phụ của nó thôi. Chúng ta sẽ dùng lệnh đầu tiên là lệnh này. Có thể đặt lệnh tắt cho nó cũng được. Ở đây mình dùng phím phím V. Đấy, phím V, lệnh tắt là V. Mà bây giờ mình vào trong này, mình ấn phím V. Sau đó nó hiện ra một cái những cái điểm cho mình chọn đấy. Mình có thể quét chọn này. Quét chọn cái điểm này. Và tăng bán kính ảnh hưởng lên để mà dịch chuyển cái điểm này. Thì mình sẽ chọn cái điểm nào chính giữa nhé. Ví dụ cái điểm này nó tương đối chính giữa này. Đấy, thì mình sẽ tăng bán kính ảnh hưởng lên. Giả sử nhập là 30. 100 này. Đấy, 400 này. 400 này nó hơi lớn, mình nhập là 350 này. Rồi, sau đó mình di chuyển cái điểm này vào trong. Đó. Cái điểm này mình muốn nó ra ngoài thì mình quét chọn điểm này này và điểm này này. Hai điểm này. Mình giảm bán kính xuống, giả sử giảm xuống gần 200. 100. Đấy, sau đó mình di chuyển ra ngoài. Nó hơi thấp này đúng không? Mình sẽ tăng bán kính thêm này. Chọn điểm này đúng không? Và điểm này. Đấy, mình sẽ tăng bán kính là 200 đi và dịch chuyển nó ra ngoài này. Đó, các bạn thấy này, nó sẽ ôm kiểu như này. Chỗ này nó hơi bị nhọn nhọn một chút thì các bạn sửa lại thôi. Cái này chủ động mình nắn chỉnh nó cho nó đẹp, đúng không nào? Thì cái bề mặt cái ghế chỗ này nó ngồi nó sẽ bị nó không bị cong vòng ra quá, nó ngồi hơi hơi khó ngồi đúng không? Đó, thì bước tiếp theo chúng ta sẽ tạo cái hình trụ trụ tròn bằng lệnh Unp. Mình cho đường kính khoảng 30, ok này. Có như này nhé. Đó. Cái đường cong ban đầu các bạn cũng nên giữ lại, trừ cái trường hợp mà nó bị lỗi và các bạn không sửa được. Các bạn dùng lệnh Unp thì chú ý làm sao để giữ lại được đường cong đó. Thì các bạn dùng lại lệnh Unp và cái này này, các bạn chọn No nhé. Thì cái đường dẫn nó sẽ đứng ở ngoài, nó nằm ngoài group, ok này. Thì các bạn di chuyển ra xem, nó sẽ vẫn tồn tại được cái đường cong này. Thì các bạn trừ trường hợp các bạn lỗi thì các bạn sẽ không sửa được. Quay lại thì nó khó đúng không? Ok. À, đúng ra ở chỗ này thì các bạn đặt đệm vào thì nó sẽ gì? Nó sẽ bị không có cái gì đó, nó sẽ bị thụt xuống dưới đấy, đúng không? Các bạn phải chia lưới bên trong để mà có thể đan lưới bên trong để có thể đặt tấm đệm lên trên. Nếu mà các bạn muốn dựng được cái hiện tượng đó, cái vật thể kiểu đó thì các bạn cũng phải offset những cái này vào để mà các bạn đi tiếp này. Vậy mình có thể offset này. Đây mình offset vào đây. Khoảng 2 3 lần rồi đấy. Thì mình offset một lần nhé. Đấy, offset lần nữa nhé. Như này. Thấy chưa? Ok này, các bạn xóa cái này đi nhá. À, các bạn nối vào tâm để mà tuệ ra thành các hướng để mà tạo thành cái đường kết nối ấy. Thì các bạn có thể dùng phương pháp là nối từ đây này sang đây này. Cái này mình có thể thoải mái cắt qua được hết, không sao cả. Ở đây nó không chính giữa lắm đúng không? Bạn nên chọn cái điểm chính giữa vào.
Đây mình nối từ tâm nhé, sang đây nhé, sang đây nhé, từ tâm sang đây nhé, nối từ tâm sang đây, đúng không? Đấy, cái này tùy ý mình thôi. Rồi xóa hết đi, xóa hết đi nhé. Đấy, cái đường xung quanh này, những đường này thì mình có thể gờ riêng hoặc là biến đến những ống trụ, biến ống trụ riêng thì nó sẽ tách từng phần ra. Ví cái này nhé, mình có thể là dùng cái anp. Những đường thẳng này nó chỉ là phụ thôi, thì các bạn có thể là đưa nó về một cái trong bên trong ống trụ này. Đấy, cái bán kính là mình cho nhỏ bớt đi, ví dụ như mình chỉ làm có 10 20 thôi, cái đường kính 20 thôi, hoặc 15 nhé. Ok này, cái này số cạnh ít thôi, giả sử nó 12. Ok này, đó cái này đưa tiếp về nhé, anp này, đó cái này đưa tiếp về, anp này, đó, cái này đưa tiếp về, đúng không? Anp này, rồi như vậy là các bạn sẽ có những hình trụ, cái đường trụ này, những đường trụ này nó là từng column riêng, và cái đường chéo bây giờ nó biến mất rồi này, đây, nó vẫn tồn tại, đúng không? Tồn tại thì mình gờ riêng cái hình này, vẫn tồn tại mình vào trong này, mình sẽ xóa những cạnh đi. Lúc nãy mình chỉ là sơ phát thôi. Đó. Và bây giờ mình sẽ tiếp tục tiến hành biến tất cả những đường cong này thành gì? Thành ống, thành dạng đường dẫn. Mình dùng lệnh anp nhé. Cái này mình cho 30 là cái đường lớn nhất này. Cái đường này mình cho là 15 thôi hoặc là 20 thôi. Đó, đây, mình căn cho H hiện lên này, ra ngoài nhé. Đó, như này. Thì ít ra nó có một cái gì đó, nó có mang tính chất là chịu lực, đúng không? Thì nó mới giữ được tất cái tấm đệm ở trên như thế, đúng nào. Những đường này nó hiện những cạnh này nó hơi xấu, các bạn có thể xuất tần nó đi, để cho nó, mình vào trong nhé, mình chọn này, mình vào trong tiếp này. Đó, xuất tần nó đi để cho nó mềm, nó đẹp. Ok, nhìn nó mềm mượt hơn, đúng không nào. Rồi, ok, bây giờ tiếp tục cái gì, mình sẽ dựng cái tấm đệm. Bước tiếp theo chúng ta sẽ dựng cái tấm đệm. Để dựng được cái đệm tấm đệm thì trước tiên chúng ta sẽ phải dựng một cái khối và có cái đường lưới như này. Xung quanh cái khối này mình sẽ có một cái đường viền chạy quanh ấy, thì mình cũng tạo ra một cái bằng một cái đường Fermi thôi, mình biến nó thành một dạng hình trụ thôi, và số cạnh nên lưu ý là cho ít thôi nhé. Ở đây mình cho 4 cạnh thôi. Đấy, thì hai cái hình này này, sau khi mình dựng xong rồi mình dùng cái lệnh sắp d. Đấy, cho phép mình biến tất cả những đối tượng này này. Cái đối tượng, cái khối cứng này nó sẽ biến thành một cái khối mềm. Ở đây mình sẽ biến thành một khối rất là mềm. Ở đây cũng thế, cái cạnh cũng thế. Mình bật kích ở đây, mình sẽ biến thành khối rất là mềm. Đó, như nào. Mình có thể tăng giảm mức độ bo mềm bằng cái dốc cộng và dốc trừ này. Giả sử mình trừ đi này, thì nó sẽ cứng hơn. Cộng thêm nó mềm hơn. Ví dụ cái vật thể này nhá. Mình trừ đi này. Trừ đi này, nó sẽ cứng này. Cộng 2 lần nó mềm hơn này. Thì ở đây mình chỉ cộng 2 lần thôi. Đấy, tương tự như vậy thì mình cũng tạo ra một cái tấm đệm tựa lưng ở phía sau ấy. Mình cũng dựng cái lưới kiểu như vậy và cố gắng lắn làm sao cho nó có cái độ cong, nó nhìn thật thật một tí. Sau đó mình bo mềm bằng gì, sắp d, cái này cũng thế, cái đây sắp d như vậy là mềm mại, đúng không? Và khi mà chúng ta đã mềm mại này rồi, chúng ta đổ thử vật liệu vào này. Ví dụ như mình dùng material, mình dùng cái vật liệu mình đổ đây, thì đổ xong ấy thì các bạn zoom gần đấy sẽ thấy là cái UV của cái mask này nó lỗi này, rất là xấu. Thì các bạn muốn đẹp ấy, thì các bạn lên đổ trước khi mình dùng sắp đê, mình sẽ khôi phục lại này. Sau đó mình vào trong mình đổ lại chất liệu. Đấy, mình đổ trước từ bên trong nhé. Đây cũng thế. Mình vào trong mình đổ trước. Cái này mình dùng color đi. Color không sao cả. Đấy, cái này này mình sẽ dùng cái vải này. Đổ đây. Đổ trước nhé. Đó. Cái này mình khôi phục lại đi. Khôi phục lại. Cái này cũng khôi phục lại, đúng không? Khôi phục lại xong rồi mình đổ chất liệu vào. Rồi cái viền này cũng thế nhé. Ở đây cho cái viền màu xanh này. Mình đổ đây. Đổ xong rồi mình bắt đầu mình sắp đê, mình bo mềm. Thì khi đó cái map, cái vân vân sợi vải nó sẽ ôm theo cái chiều cong của cái vật thể nó đẹp hơn. Đấy, kích đây. Đó, nhìn nó đẹp hơn, đúng không? Cái này nó chưa đẹp lắm, mình khôi phục lại nhé. Thì khi mình đổ vào ấy, mình vào trong mình đổ này, mình chống ở đây mình đổ này. Hãy đổ làm sao cho nó sắp vị trí, sắp xếp nó tương đối ok một chút. Sau đó mình bo mềm lại. Đấy, bây giờ map nó đẹp hơn.
Cái này không sao cả nhé, cái này nếu mà lỗi thì các bạn về sau các bạn có thể dùng những phương pháp của Vray ấy, thì nó cũng hỗ trợ, hoặc là những phần mềm chuyên để áp map khác nó cũng hỗ hỗ trợ để cho cái quá trình xử lý map nó đẹp hơn. Ví dụ như mình ở đây mình dùng Vray cũng được này. Đấy, công cụ Vray nó cho phép mình sắp xếp cái map nó đẹp hơn, thấy không? Nhìn nó đẹp hơn nào. Cái này các bạn cũng không lo về vấn đề cái map tỷ lệ nó sai, UV nó sai. Đó, đẹp luôn đúng không? Cái này mình sẽ bo mềm nó này. Đó, ok. Như vậy là mình có cả cái tấm đệm, có đồng viền này, cái viền này như kiểu cái chỉ ấy. À, trong SketchUp thì mình cố gắng dựng tầm tầm như này để người ta hình dung ra được rồi, chứ mà nếu các bạn muốn dựng có cái độ nhăn, độ nhúm các kiểu ấy thì các bạn cũng dựng một SketchUp nó rất là khó khăn đấy. Các bạn có thể sử dụng những phần mềm nó chuyên dụng hơn. Còn ở đây mình dựng dưới dạng mô phỏng cái tấm đệm này thì như này là khá là ok rồi nhá. À, tiếp theo là gì? Những cái phần còn lại các bạn chỉ việc ốp map vào là xong. Ví dụ như mình thử nghiệm cái đường cong này. Mình sẽ sử dụng một cái map, có thể là map mây che đan, có thể là map gỗ chẳng hạn, các bạn đổ vào đây. Đấy. Và khi đổ vào đây các bạn muốn đẹp nhé, muốn nó đẹp thì các bạn phải dùng cái Fido, đây các bạn dùng cái công cụ này, Fido 6 tool này, Fido 6 tool này, lệnh tắt mình đặt là con can chân B. Đấy, thì khi đó các bạn kích vào đây nhá, các bạn sẽ dùng lệnh throw p là tít phía dưới này, nhưng mà mình lệnh nó rất là dài dòng, mình đặt lệnh tắt cho nó là can chân B. Đấy, thì đó mình sẽ dùng chọn phép chiếu này, này. Mình đặt đặt vào đây, mình đổ vào đây. Đấy, ở đây mình cái trục màu đỏ nó phải nằm ngang rồi nhá, đó nằm ngang ra thì nó cũng chưa chưa đạt lắm luôn, thì chúng ta sẽ kích đúp này, chúng ta xoay 90 độ này. Đấy. Và khi đó chúng ta có thể co kéo cái đường này cho phép tăng giảm cái vân của nó. Đấy. Chiều rộng của vân của nó đấy. Đó, phải co kéo lại những vị trí này, chúng ta sẽ lần lượt chúng ta sẽ đổ từng tí một đó. Nó xa thì đôi khi chúng ta phải đổi cái phép chiếu đi, cái phép chiếu này không được thì mình phải đổi cho phép chiếu khác nhé. Đấy, cứ như vậy chúng ta sẽ hoàn thiện thôi. Cái đây đó, tương tự sang đây đó, mình cũng áp tương tự. Và sau khi quá trình hoàn thiện thì chúng ta sẽ được một cái bài như này. Đấy, sau khi chúng ta đổ hết vật liệu xong thì nó sẽ được hình thành một cái mô đồ như này. Đó là cái toàn bộ cái quá trình mà mình dựng ra cái ghế này, một số cái bước mình tóm tắt cho nó nhanh ấy, tại vì cái thời lượng video nó dài quá, các bạn cũng xem rất là nhàm chán, mà các bước đó nó mang tính chất là lặp lại thì các bạn cố gắng là tư duy ra để phải dựng hình ra, đúng không? Thế thì hy vọng là sau cái video này thì sẽ giúp ích cho các bạn là trong quá trình dựng hình, học tập và phát triển cái tư duy lên một phần nào đó. Thì có thời gian mình sẽ làm thêm những cái bộ video khác có chất lượng hơn và có ý nghĩa hơn. Thì hẹn gặp lại các bạn trong những bộ video sau nhé. Các bạn thấy video hay thì các bạn like, comment, chia sẻ cho giúp mình để mình tạo động lực để tạo ra những video khác giá trị hơn. Ok, chào các bạn.